Từ trang buôn thong, pi thong xia linh thong thiếp thong, đội cảnh sát điều tra hình sự một tội phạm kinh tế giang xét công an huyện Đồng Văn, đài cần dân lần mưa việc, phần nương lườn số huyện là phiếu nó giang xét số lại chắc của đảo lườn. Đội lại cách hiện tác cắn, vàn thong thiếp bếp bẩn thong, lực lượng công an đã hắn số lại chắc của lần kế lầu nhiều dính. Ở bị xia nương cao phát số tiếp thí, số thôn mà bằng thị trấn Đồng Văn, thong phát thiết sông nó giang xét, đang ở biếc cấp bền mát. Đang hàn mì thang thiết bếp ăn mát lệch ảo sáng. Gió mi chắc, chỉ lòng hàn lúc thử phải phép du trở mạ, trước du lấy của đào lườn. Hàn nó cài khửn chắc chắc lời nó rằng rên. Khỏi đình cho mẹ xã hào tay túa, các bảo nó rằng rên phải chè lấu. Con hàn du tổ sốc thị trấn Đồng Văn, đội cảnh sát điều tra hình sự một tội phạm kinh tế rằng rên công an huyện Đồng Văn. Đà hàn các bắt đầy vì văn học, đàm phúc chẳng coi số ba số tiếp bên nó rằng rên. Hàn sàng và sò, số thốn càn bày hờ á, xa lượng phìn. Đàm phúc chẳng coi, thong ba thẳng thiếp nó rằng rên. Tô làng chắc đủ, công an bảo đề chính quyền xã đã lốc tặng lại số rằng rên này. Đội hình sự đã phát hiện và thu giữ là 03 vụ. Quá trình thu giữ... Đội hình sự đà hàn các thu giữ, đào lúc điều tra, công an đại hiện chế nhắc. Vài thảo bừa việc đàm phúc nó rằng rên. Hành vi tại trong cái thuốc phiện này. Khả này tăng tham vụ việc, vận tàu để công an huyện Đồng Văn điều tra hiện lò, phải xử lý lòng quy định của pháp luật. Khen hàn lớn cháo ở lòng cơn dân chót lò lấy án mít đầy của việc đàm phúc nó rằng rên.